Em xin kính chào quý vị và anh chị và các bạn đã quay trở lại với Thắng Ô Tô Cũ Hải Dương. Và ngay sau đây thì em xin phép là sẽ giới thiệu cho anh chị mẫu xe Toyota Vios 2015. Một chiếc xe có lớp sơn màu đen rất là đẹp. Sử dụng động cơ của xe là 1.5 số sàn bản E. Và bên em đang chào bán cho chiếc xe này với mức giá đó chính là 345 triệu đồng. Một mẫu xe cũng được rất là nhiều anh chị tin dùng đấy ạ, và sử dụng anh chị nhé. Và ngay bây giờ đây thì em xin phép là sẽ giới thiệu tổng thành, form dáng cũng như là nội thất để cho quý vị và anh chị cùng tham khảo đối với dòng Vios 2015 này anh chị nhé. Thì đây, form dáng thì anh chị có thấy là ngay từ phần đầu xe nhé, form dáng thì rất là đẹp đúng không ạ. Phần đầu xe thì những cái chi tiết đường chỉ chạy rất là cân bằng, cân đối, không bị lệch form lệch dáng gì nhá, rất là đẹp này. Đó, form dáng của xe đây. Tiếp theo nữa đó chính là ở đây thì với cụm đèn pha của xe thì chúng ta sử dụng ở đây đó chính là đèn halogen siêu sáng này. Và với cụm đèn pha này thì ở đây bác chủ cũng đã bọc cho chúng ta đã ốp viền mạ chrome cho đèn giúp chúng ta bảo vệ đèn. Đấy, cái thứ hai nữa là nhìn xe sẽ nổi bật hơn rất là nhiều. Đó, khi mà chúng ta lắp vào những cái ốp viền mạ chrome này, nó sẽ đi liền với lại mặt logo ở hãng đây. Nhìn ở logo của hãng làm chỗm rẽ giữa này. Đó, khi mà chúng ta lắp vào cả hai bên nhá, nhìn xe nó sẽ nổi bật hơn rất là nhiều đúng không ạ? Có ở trên mặt ga lăng thì chúng ta có thể thấy nào, trên phần logo của hãng này phía bên trên thì chúng ta được trang bị là hai cái thanh mạ chrome bản to được đấy, chạy sang hai bên này. Đó. Đây ở dưới phía dưới nữa này. Đó, rất là đẹp. Và form dáng của xe thì vẫn còn nguyên form nguyên dáng anh chị nhá. Lớp sơn của xe vẫn còn rất là bóng bẩy và mới này. Tiếp theo thì xuống tới khu vực đèn gầm ở đây. Khu vực đèn gầm của xe ở đây thì chúng ta có đèn gầm là đèn halogen, ánh vàng rất là tốt và rất là đẹp. Đó. Và tiếp theo thì hệ thống phanh ABS thì được trang bị ở đây. Là hệ thống phanh ABS thì được trang bị là 4 bánh anh chị nhá. Hệ thống chống bó cứng phanh, phân bổ được phanh. Mâm la răng của xe hợp kim nhôm, mâm này là mâm la răng đúc này anh chị này. Đó, mâm la răng vẫn còn rất là đẹp luôn. Tiếp theo nữa đó chính là ở đây chúng ta có xi nhan thì được tích hợp chân gương. Đấy, xi nhan tích hợp chân gương này anh chị nhé. Có xi nhan tích hợp chân gương này. Và tiếp theo thì đây chính là lẹp chân kính này anh chị này. Lẹp chân kính thì bằng mạ chrome đây, chạy dài tận trụ chữ D. Đó. Và trên gương thì chúng ta cũng có cái gương nhỏ đây, giúp chúng ta cũng rất là tốt luôn. Anh chị nào đi, những anh chị nào đi học lái xe thì cũng nếu mà để mà mua về cho học sinh này, đóng vào những công ty hay là trường dạy lái xe ấy thì rất là tốt. Đấy, có luôn một cái gương nhỏ ở đây. Đó. Và tiếp theo thì em sẽ mời anh chị xem ở dưới gầm nhé. Em sẽ quay dưới gầm cho anh chị xem xe, xem luôn. Đây, dưới gầm của xe đây ạ. Đó, đây chính là phần khu vực dưới gầm đấy anh chị nhé. Đây chính là gầm này, gầm bệ ở đây. Quay từ từ luôn cho anh chị xem này. Đó, đây chính là gầm của xe, của chiếc xe Innova Toyota Vios 2015 bản E số sàn. Đó, gầm rất là đẹp. Đấy. Đây chính là gầm của xe đây. Rất là đẹp luôn cho anh chị này. Gầm đây anh chị nhá. Quay sâu hơn một tí nữa. Đây chúng em sẽ quay sâu hơn tí nữa này. Đó. Đó. Đây chính là gầm đây ạ. Gầm rất là đẹp nhá, không có một han gì, bối mọt gì cả. Đấy. Và sau khi đã quay xuống phần gầm thì em sẽ đọc cái mức tiêu hao nhiên liệu của nhà máy đưa ra. Thì mức tiêu hao nhiên liệu này thì đưa ra chỉ ở đây để chúng ta tham khảo thôi. Còn cái này thực ra là nó còn thay đổi rất là nhiều. Đấy. Kết hợp 6,3 này, trong đô thị là 7,9 này, ngoài đô thị thì là 5,4 này. Đấy, nhìn đây mấy cái thông số này đã sai rồi. Có xe thì là 4,9, có xe thì 5,0, có xe thì 5,1. Đấy, có xe thì 7,5, 7,6. Đấy, cái này thì không, chúng ta không nên để ý tới. Cái này chỉ để tham khảo qua thôi. Đó. Và phía bên trên thì chúng ta có vè chắn mưa. Đây là vè chắn mưa bằng nhựa anh chị nhá. Cái vè chắn mưa này thì anh chị có thể thay thế bằng vè chắn mưa bằng mạ chrome. Đấy, sẽ nhìn xe nó sẽ nổi bật và đẹp hơn rất là nhiều. Khi mà chúng ta đã lắp những cái đồ chơi như là ốp viền mạ chrome này. Đó. Và là nếu mà chúng ta lắp thêm tay nắm cửa ốp viền mặt chrome mà xe nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, đẹp hơn nữa. Đó. Và tiếp theo thì phía đằng sau đây thì đây chính là cái cụm đèn chiếu hậu của xe. Được sử dụng là đèn halogen.
ánh vàng rất là tốt, rất là sáng. Và ở đằng sau thì chúng ta đã được bác chủ đây là cũng đã bọc cho chúng ta ốp viền mạ chrome rồi đó. Và phía đằng sau đây thì chúng ta có thể thấy luôn là đây chúng ta được trang bị đó chính là camera lùi đây, sẽ giúp chúng ta dừng đỗ tốt hơn rất là nhiều đó. Và form dáng phía phần đuôi đây thì anh chị có thể thấy là form dáng rất là đẹp nhá, nguyên form đây, nó không bị lệch lạc mất form, những cái đường chỉ của xe thì vẫn còn cân rất là cân bằng và cân đối đó. Và form dáng thì em sẽ quay ngang ra như thế này, đây quay chéo như này một chút đó, rất là xe thì rất là bóng bẩy và mới, rất là đẹp này đó. Rất là đẹp luôn. Và tiếp theo thì em sẽ mời anh chị vào bên trong với phần nội thất nhé. Đây thì chúng ta sẽ vào sâu bên trong với phần nội thất này. Thì đây chính là phần nội thất bên trong của xe. Thì với phần nội thất này thì ghế da rất là đẹp luôn nhé anh chị nhé. Ghế da còn rất là căng và bóng bẩy này. Đó, phần ghế da của xe đây rất là đẹp luôn này. Đây chính là phần ghế da. Và tiếp theo thì về với phần mặt táp lô táp ly của cánh cửa này. Đó, về phần mặt táp lô táp ly của cánh cửa đây, rất là đẹp luôn anh chị này. Mặt táp lô táp ly này của cánh cửa này đó, rất là đẹp, không có một vết xước sát nào cả, bác chủ đi cũng rất là giữ gìn đúng không ạ. Và tiếp theo thì em sẽ lên với phần phía bên trên để chúng ta xem phần ghế nhá. Đấy, phần ghế phía bên trên này cũng thế luôn, ghế da cũng rất là đẹp. Đấy, sâu bên trong đây. Và tiếp theo thì đây phía bên này, mặt táp lô táp ly của cánh cửa bên này, keo chỉ đây, cánh cửa này đó, keo chỉ zin anh chị nhá. Và phía bên trong thì đây chúng ta có gương kính chỉnh điện. Đấy, gương kính chỉnh điện cụp điện luôn này. Đó. Và đây chính là cái màn hình Android mà đặt bác chủ đã lắp thêm cho chúng ta. Đó, bác chủ lắp thêm cho chúng ta đây. Khu vực đây chính là điều hòa cơ nha anh chị nhá. Đó, và đây là hai chìa khóa tao xe. Và một cái là chìa khóa cơ và một cái là chìa khóa điện này. Đó. Và tiếp theo lên trên này đây thì chính là mặt táp lô đây, cũng rất là đẹp này. Đó, mặt táp lô đây anh chị nhá. Đó, cũng rất là đẹp luôn. Và tiếp theo thì lên tới chân trần. Thì trần trên này đây thì chính là trần ly lông bác chủ đã bọc thêm cho chúng ta rồi. Cái này thì giúp chúng ta là bảo vệ trần nỉ này, vệ sinh nó sẽ dễ dàng hơn. Đó, rất là bác chủ ở đây cũng rất là chăm chút cho xe. Đó. Vô lăng thì cũng rất là đẹp luôn anh chị nhá. Vô lăng này không bị mòn gì luôn. Đó, vô lăng đây không bị mòn gì luôn này. Vô lăng rất là đẹp. Bọc da. Vô lăng bọc da ba chấu đây, rất là đẹp luôn. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ mời anh chị vào bên trong với phần khoang máy của xe để chúng ta cùng tham khảo đối với phần máy móc bên trong nhé. Đây, đây chính là phần máy móc bên trong của xe đây. Đó, móc đây ạ. Đó, đây chính là tất cả máy móc bên trong của xe mà em đang quay cho anh chị xem. Còn anh chị nào muốn xem xe trực tiếp thì có thể qua cửa hàng bên em. Đấy, tại gần địa điểm là tại gần 25 tầng. Đấy, cứ đến thì gọi điện cho bên em thì bên em sẽ qua đưa anh chị về cửa hàng. Còn không thì anh chị có thể kết nối ngay số điện thoại của anh Thắng giúp em là 0782 388 399 để có một mức giá ưu đãi nhất anh chị nhé. Và em cảm ơn quý vị và anh chị đã quan tâm theo dõi video của em. Và em cảm ơn quý vị và anh chị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.